chương trình tin tức giữa tuần khắp nơi với luật sư trần của Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì mấy ngày qua có một số khán thính giả đã gửi một cái bức hình này cho chúng tôi và hỏi rằng đây là một cái vở tuồng gì mà họ đang tập luyện tập vợt một cách dữ dằn thế thưa quý vị thì uh, trên màn hình quý vị thấy đây là một buổi theo như một số khán giả nói rằng đây là một buổi tập dợt gì đó để mà diễn tuồng gì đó thưa quý vị thì họ nói rằng uh, đây là một cái uh, nhóm người ở california dường như là ở uh, ngoài cái khu adelanto sa mạc thưa quý vị thì không biết là khang sinh giả gửi cho chúng tôi đánh đố chúng tôi hay là nhờ kháng sinh giả khác đặt tựa thưa quý vị thì nói chung đây một người đàn ông mặc áo vàng và đội một cái khăn đóng màu vàng không biết áo này là áo made in China hay made in Việt Nam và áo này không biết có được gọi là hoàng bào hay không nhìn thì À, rất rẻ tiền Nói chung không có gì gấm thiêu hay rồng phượng gì ở đây Mà dường như là một cái áo màu vàng bình thường Và một cái khăn đậu vàng bình thường Và trước mặt của ông áo vàng này Thì có những cái như là Một cái uh, Băng drone ở trên tường à, Tổ quốc trên hết Lấy lại đất tổ không làm khổ chim à chắc là ý nói là lấy lại cái tổ không làm khổ chim thưa quý vị tội nghiệp mấy chú chim chim non hay là chim rừng gì đó à, ngoài ra thì không biết đặt tựa như thế nào không lẽ đặt cái tựa của cái tuồng này là lấy lại cái tổ không làm khổ chim hay là đây cũng có thể là một cái buổi sắp khải tấu hoàng thượng lên ngôi hoàng đế không chừng nữa thưa quý vị có thể một vỡ tuồng tên là tân hoàng đế việt nam hải ngoại chẳng hạn như vậy rồi cũng có thể là 12 sư đoàn với các vị tư lệnh sư đoàn cùng với là thành phần nội các của chú phỉnh à, xin lỗi chính phủ mà cứ nói lộn thành chú phỉnh rồi quý vị 12 tư lệnh sư đoàn trong đó có nam, có nữ, có đực, có cái, có già, có trẻ và dường như là rất nghiêm túc thưa quý vị. Ở đây không đùa. Có một vài khuôn mặt cũng quen quen nhưng mà không rõ là có phải là bà bộ trưởng ngoại giao của ông Đần Minh Quao còn thường được gọi là trung tướng Lâm Ái Gia hay Lâm Ái Huệ gì đây. Rồi tiếp theo dường như là bưng mâm quả. Không biết là mâm quả này là có cái gì trong đây. Nhưng mà vẽ bạc thì rất nghiêm trang. Và không biết là đây có phải là một vụ uh, truy tố uh, ra tòa án hình sự uh, lấy 36.000 tỷ đồng hay không. Cũng có thể là tập vợt cho một cái vụ kiện tụng gì đây hay là một cái tuần cải lương sắp diễn ra hay là một tuần hài sắp diễn ra một là có thể là tân tổng thống việt nam đệ tam việt nam cộng hòa hải ngoại vân vân hay là một cái tổ chức mới mang tên là hoàng gia quốc gia việt nam hải ngoại thưa quý vị và đứng đầu là vị tân hoàng đế vì à, dường như là những người này họ thích muốn làm vua hay làm tướng hay làm à, tổng thống chi đây thưa quý vị hay là quốc trưởng và nói chung là có những cái chức vụ mà họ rất thích như là thủ tướng thủ tướng của đệ tam đệ tứ rồi à, không có thủ tướng thì là quốc trưởng là không có quốc trưởng thì là gọi là tổng thống rồi hoàng đế rồi vua nghe nói mỗi lần tập dượt để làm những cái lễ này rất tốn kém cho nên quý vị nào muốn tham gia là phải đóng góp giá vé vào cửa thường là từ 500 đô tới 1.000 đô thậm chí 5.000 đô để coi những ông bà này diễn tuồng gì đó thưa quý vị thường là những cái tuế tích này à, mang những cái tên à, rất là kêu rơm rã. chẳng hạn như là lễ tấn phong à, lên ngôi hoàng đế vân vân à, nói chung thì à, có nhiều người hỏi là mấy vị này có uống thuốc hay không thì chúng tôi không biết thưa quý vị cũng có thể là họ thiếu thuốc hoặc là nước Mỹ đã hết thuốc hết thuốc chữa thưa quý vị hoặc là có thuốc nhưng quá mắc À, cũng không uống được vì không có tiền xin thưa quý vị là như vậy còn à, chúng tôi cũng xin nói là có những à, khán thính giả bôi bác nói rằng đây là một phường tuồng rẻ tiền thì chúng tôi xin nói đây không phải là một phường tuồng rẻ tiền mà đây là bắt tiền thưa quý vị muốn gặp những vị này quý vị phải đóng góp 500 đô một đô và nhiều quý vị la làng lên nói rằng sao mắc quá không có tiền thì không biết cái gọi là đoàn cải lương này hay là đoàn kịch đói này hay là đoàn gọi là phong vương phong tướng ông nào cũng là cấp bậc tướng đưa quý vị không có đại tá trong đây tá là không chơi không có phong đại tá đại gì cả mà chỉ phong là từ chuẩn tướng thiếu tướng trung tướng đại tướng tùy theo sự đóng góp đóng góp nhiều thì được lon đại tướng đóng góp ít thì được chuẩn tướng chẳng hạn như chuẩn tướng huỳnh trung tướng lâm nhưng mà ở đây xin nhắc lại là tướng không có quân chứ không phải là tướng không quân. Tuy nhìn qua thì sơ sơ chỉ có mấy cái tựa đề như thế là không biết khán giả nào có ý kiến cao kiến gì giúp đỡ cho mấy người này có thể là mấy người này đang có một cái buổi giống như lên đồng chẳng hạn như vậy dành đất giống với những buổi lên đồng dân dân đồ mà không biết là đồ gì không biết là ông áo vàng này khăn đóng vàng này muốn cái gì hay là ổng cũng như là đang ngồi đồng nữa vậy đang lên đồng chắc là cũng một là xài thuốc gì đó hai là thiếu thuốc vân vân nhưng mà thấy mấy vị này rất nghiêm trang có lẽ là rất kính cẩn trước vị có thể là tân gì đó tân tổng thống tân hoàng đế tân vua tân thủ tướng tân quốc trưởng tân chủ tịch nói chung là những cái ông bà này hành nghề diễn viên diễn hài này rất mệt mỏi thưa quý vị cứ vài ba tháng là phải tập giật một cái tuồng mới cho nó hấp dẫn hơn tại vì tuồng cũ thì bà con chê rồi bà con không chịu đóng góp nói chung rất khó khăn và như quý vị cũng đã biết là đã có những cuộc kêu gọi hô hào rồi sau đó phải hủy bỏ vì không ai chịu đồng góp thừa với vậy và đoàn coi như không biết là đoàn kịch nói hay đoàn cải lương hay là hay hay là đây là chính phủ nữa. nói chung là vì ở xa nên chúng tôi cũng không rõ là đây là một đoàn gì hay là một chính phủ với nội các với các tổng trưởng rồi bộ trưởng rồi nói chung là toàn là những quan chức mở ngoặc kép là quan chức cao cấp thưa quý vị. Nhưng mà càng cao cấp thì phải đóng góp nhiều. Không có chuyện à, tay không à, bắt giặc. À, tay không hốt tiền thiên hạ mà phải đóng góp. À, đóng góp à, có nhiều vụ cũng đã tố cáo chẳng hạn như ông à, mở ngoặt kép là đại tướng Quách Thế Hùng đóng ngoặc kép thưa quý vị cũng đã tố cáo là đã nộp tiền cho tổ chức này hơn 500.000 đô la vân vân thưa quý vị. Rồi những người khác cũng tố cáo là đã bị lừa gạt hết 50.000 đô chỗ này chỗ kia vân vân. Rồi khi mà đòi trả lại thì không thấy trả lại gì cả, mượn theo kiểu một đi không trở lại nói chung thì cũng nhiều người ở cali cũng đã lên tiếng phản đối tổ chức này và từ lâu thì cũng không thấy tổ chức này xuất hiện ở bonsa hàng năm đi diễu phố ở trên đường bonsa vân vân thưa quý vị nói chung là một tổ chức thường hay ồn ào diễn tuồng vài ba tháng lại có một vở tù mới và bây giờ thì khán thính giả đang nghi ngờ và đang chờ đợi chắc là có lẽ sắp có một cái vở tuồng gì đó cũng có thể là tập dượt để cho lễ trung thu chẳng hạn như vậy tết trung thu em đúc đàn đi chơi em đúc đàn đi khắp phố phường nhìn thấy mấy ông bà này cũng nghiêm túc lắm đó thưa quý vị không có đơn giản không có đùa tuổi đời thì thấy cái mấy cụ này chắc cũng bảy tám chục tuổi nhưng mà không biết là tuần mới sắp diễn ra như thế nào quý vị khán thính giả nào có cao kiến mà biết được tuần trích và đặc tựa. Nói chung là nhìn thấy thì có vẻ giống như một buổi linh đồng như đã nói hoặc là một buổi mừng thượng thọ. Năm nay có thể là cụ áo vàng này được 70 tuổi thượng thọ thất tuần vân vân. À, nói chung là cụ có một cái số bệnh mà có thể là cực kỳ quý hiếm nếu mà cụ chẳng may qua đời thì cũng chẳng có ai làm diễn tuồng cho khán sinh giả khắp đời thưa quý vị, cho nên cũng có thể là mừng thọ 70 tuổi thượng thọ. Tuy nhiên một số khán giả sẽ nói đây là những trò nhảm nhí của những thành phần coi như là Ham dành ham lợi Vân vân Thì chương trình chúng tôi uh, Đang bị bí thưa quý vị bị, bị bí các tựa không hiểu Câu chuyện như thế nào Ai hiểu rõ thì xin chia sẻ cho chúng tôi Để chúng tôi biết Vì uh, đây Có thể là một cái buổi tổng diễn tập uh, Cho một cái buổi lễ Gì đó như chúng tôi vừa nói Có thể là lễ trung thu Các cụ rước đen rồi khi rước đèn xong thì các cụ sẽ thề thốt rồi các cụ sẽ hò hét nói chung đi lòng vòng ở một cái khu nào đó trong cái sa mạc Adelanto vân vân hoặc là ở khu Bôn xa nói chung là các cụ hiện nay cũng rất là lạnh háng lạnh rang không có việc gì làm sau khi mà về hưu hưu trí ở nhà buồn chán không biết làm chuyện gì cho nên tụ tập tập hợp và bày ra đủ thứ trò từ trò con nít cho tới trò người lớn nếu may thì à, gây quỷ được nhiều có tiền chi chác nếu không may thì à, thôi coi như vuốt giận làm vui thưa quý vị coi như là làm trò cười cho con cháu hay là diễn hài cho con cháu bá tánh à, một trận cười vang vang vui vui vào cái ngày mùa hè không có chuyện gì làm mà lại vừa có một cơn bão đi qua và may mắn là không bị thiệt hại gì nhiều cho nên cứ tiếp tục diễn tuần thưa quý vị thì chương trình đến nay tạm chấm dứt à, xin mong quý vị khán thính giả hãy đặt một cái tựa gì đó cho cái vở tuồng sắp tới đây nó hay hay một chút thì chương trình đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã gửi cho chúng tôi hình ảnh và xin trân trọng chào